Nghe thấy cô chưa? Nghe thấy cô chưa? Con đang chưa hình như kết nối mic ấy. Con nghe thấy cô Đó, chưa? chào cô. Ok. Nào, nói luôn nào. Cái bức tranh con chọn ra là bức tranh nào? Bức tranh số 1. Số 1 á, sao lại là bức tranh số 1? Nào nhìn vào đây này, dịch câu số 2 này. My grandpa and grandma live in a small house next to us. Ông bà tôi sống ở ngôi nhà nhỏ cạnh nhà tôi. Vậy gia đình của Sam thì bà phải có thêm ông bà nữa chứ. Đã hiểu chưa? Rồi ạ. Phải Hiểu có chưa? ông bà. Con cháu thì đúng rồi, Chưa. nhưng mà phải có thêm cả cả ông bà nữa nhá. Nào, tiếp tục. Look at the pictures of Sam's family and answer the questions. Nhìn vào bức tranh gia đình của Sam và trả lời các câu hỏi của cô nhá. Câu hỏi số 1. Who is wearing a red t-shirt? Who is wearing a red t-shirt? Hồng Anh, trả lời nào. Who? Sam is little Sam's sister? Đáp án của con là Sam's sister đúng không? Đúng không anh? Yes, Đáp án của ma'am. con là gì nào? Who is wearing a red t-shirt? Ai mặc cái màu đỏ? Là one of Sam's sister. Lúc ấy trả lời đúng đấy. Cô hỏi lại mà chả trả lời lại. Đấy là một trong số những chị em gái của bạn Sam. Tiếp tục nha, câu số 2. Câu Last one of Sam is little Okay, so what color is Sam's t-shirt? What color? sister. Cô ơi, tự nhiên này vào vào Zoom máy tính mà cháu không điện thoại. Thế cháu trả lời đi. What color is Sam's t-shirt? À, câu hai What color is Sam's t-shirt? Cố gắng nghe và hiểu nhá. à. Is green and Green and red, chính xác, đúng không? Rất tốt. Sao lại có hai Hùng Anh vào này? red. Ok, tiếp theo này. Which people are well wearing? Recording in progress. Không anh. Which people are wearing glasses? Trả Nào, lời cô cô. bà nghe. Which people are wearing glasses? Is Which dạ không biết. ai? Ủa, Ai đeo kính này? nhìn kính này. Những người đeo kính là ai đây? Là những người phụ nữ trong gia đình đúng không? Là mẹ này, là bà và là con gái đúng không? Thì sẽ là two sister, là hai người chị em gái. Cái bạn áo vàng và bạn áo hồng Áo là hai chị em. Được chưa? Mẹ của Sam này là người mẹ đeo kính và mặc áo tím này, Sam's mother, và bà của Sam là and grandmother. Được chưa nào? Sao lại không biết? Được chưa? Tiếp theo này. Who's got white hair? Trả lời cô. Who's got white hair? Con trả lời đi. tránh. Who's got white hair? Ông Dịch câu hỏi cho cô. tiếng ông của Sam, tiếng Anh không? Ông của Sam tiếng Anh là gì? Sam is grandpa. Sam's grandfather hoặc là Sam's grandpa đều được. Được chưa? Được chưa? Ok, tiếp theo. Which people are wearing jackets? Is grandmother Grandmother? and
Grandfather. Ok. Grandmother. À, grandmother chính xác, đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Ở Ok. đây bố của Sam, đây là áo mi con ạ, không phải áo khoác nhá. Cháu này là áo sơ mi con ạ. Ok, nhưng mà hiểu câu hỏi trả lời đúng là được rồi. Tiếp theo. So who is wearing white shoes? Sám. Sam. Very good. Sam. So who is wearing red and white shoes? Who is wearing red and white shoes? Sam is sister. Sister. Chính xác. One of Sam's sister. Được chưa? Ok, rất tốt. Đúng hết rồi đấy. Ok. Nào, bây giờ trả lời cho cô nhá. Con suy nghĩ thật là kỹ và trả lời câu hỏi này, bởi vì câu hỏi này mang tính dễ lừa. Được chưa? So, how many people live in Sam's house? How many people live in Sam's many? Con phải đọc trên này này. Là cái bài lúc nãy đấy con. Bây giờ con Đây, suy ra con phải đi. đọc trên này. Con suy nghĩ xem. How many people live in Sam's house? Ê. Ten. Who are they? Mười á? Mười cơ à? Mười. Dạ, cô nhận lại em kìa. Cô biết là con... À. Nào, dừng lại đã. Cô biết con sai đâu rồi nhá. Nào, câu hỏi này có nghĩa là có bao nhiêu người này sống ở trong nhà của Sam. Con nhớ nhá, đây là house chứ không phải là family. Family là gia đình, đúng không? Là gia đình thì gia đình này, còn ví dụ những ai liên quan tới máu mủ với mình thì bây giờ có cả ông bà nữa. Tuy nhiên, ở đây chỉ là Sam's house, là nhà của Sam. Vậy nhà của Sam thì làm gì có 10 người? Nhà của Sam thì chỉ có này, con đọc này. I live in a big house. Tôi sống ở một ngôi nhà rất là lớn. With my mom and dad. Với bố hoặc là mẹ, bố này, mẹ này, ba người chị gái, ba chị em gái và hai người anh em trai, đúng không? 2 cộng 3 bằng 5. 5, bố mẹ là 8, à 7. 7 và Sam là 8. Thế vậy thì số lượng người trong nhà của Sam là mấy người? Mấy? Mấy? Số lượng người trong nhà của Sam. Cô vừa giải thích rồi, con nhắc lại nào, có bao nhiêu người? How many? How many? Nhắc Đếm lại lại đi. đi. Con đếm lại đi. Sáng. Đúng rồi. Một. Hai. Ba. Hai. Bốn. Ba. Để mới bốn. À. Ba. Sáu. Sáu với hai là tám. Thế con trả lời lại đi. How many? Một. Không, không. Số 8 tên anh là gì? Eight. Thế thôi. Eight people. Thế thôi mà. Được chưa? Tiếp tục. Cho bạn này vào sớm quá. How many pets do his grandparents have? How many pets? Ông bà có bao nhiêu con Ông thú cưng? bà có bao nhiêu con à? Em
có bao nhiêu? Con đếm đi, con đọc đoạn văn đi. Đó, phần cuối ấy. Sao cứ không trả lời thế con? Ngoan. Này, đọc đi. Nó trong câu này này. Đấy. Vậy thì có bao nhiêu con thú cưng? Một với ba là mấy? Bốn. Trả lời okay. đi. Anh đi. Tiếng Anh nói như nào? Four. Four. Được chưa? Four. Được chưa? There are four paths. Okay. Được rồi. Okay. Được rồi. Cố gắng nhá. Nhanh lên con. Được chưa? Cứ để cô với mẹ phải dục. Okay. Now, so what animals can you see? What animals can you see? What animals? There's a cat is sleep on the pillow. Chính xác. And the fish. He on the. Fish. Nhưng mà lưu này, trước khi mình nói đến từ bể cá, thì fish là một danh từ mà khi chuyển sang số nhiều ấy, nó không bị không thay đổi về hình thái từ, nghĩa là hai con cá cũng là fish, không thêm es, được chưa? Nhưng mà động từ thì con vẫn phải chia, được chưa? Vậy thì phải là fish, three fish are swimming, được chưa? Ok, và cái bể cá tiếng Anh là tank, in the tank, trong bể cá, tank, được chưa? Bể cá nhá. Bể cá, bể. Bể đâu? Tiếng Anh nghĩa là gì? Tank, đọc cho cô. Tank. Tank. Chính xác hơn nó là fish tank, bể cá. Được chưa? Nhớ nhá. Được chưa? Ok. Ok, vậy thì nói lại câu này sẽ là the three fish are swimming in the tank. Hoặc là in the fish tank. Được chưa? Tiếp tục đi. Còn có cái con bên dưới đấy. This is my donkey. Donkey. Okay. Tiếp tục đi. Còn một cái con nữa đấy. Còn một con nữa đấy. My favorite dog. Oh, your dog. Okay, my favorite dog. Chính xác. Đúng rồi, tốt. Okay. Okay. Very good. Đây sẽ là cat, fish, donkey. Okay. Now, think about your house and answer the questions. Hãy nghĩ về cái nhà, ngôi nhà của con và trả lời các câu hỏi sau của cô nhé. Okay, so is your street long or short? Is your street long or short? It's long, but my street is long, but it's small. You what? Need bigger. That sound my good. street is small, but it's long. I want to make a bigger. You want the street. You want to make your street bigger? Con muốn làm cho cái phố yeah. của con nó to. Oh, okay. Yeah. Okay. The street is really small. Small. Okay, very good. Okay. Nhưng ở đây là nó hỏi về độ dài của con phố của con cơ mà. Độ dài cái phố, cái làng của con thì nó ngắn hay nó dài? Dài hay là ngắn? Con thấy đường nhà mình ngắn hay là dài? Dài à? Tiếng Anh. Long. Long, không phải long nhá. Long, okay. So how many people live in your house? How many? There are four. Four people?
Yeah, but I have my daddy and my brother, my mom. Okay. So total is four, right? Tổng cộng là có bốn người đúng Yeah, không? Okay. it's So do me. your grandfathers and grandmothers live with you? No, my grandparents is literally far from Greenville. Okay, very good. So, have you got lots of cousins? Nope. No? Okay, so has your family got a pet? Yeah, I got a little dog. Ah, very good. That's all right. Okay, được rồi. Okay. Okay, so that is the end of our lesson today. Hôm nay thì con có những cái kiến thức ghi nhớ về nhà mà tí nữa cô sẽ gửi cho con học, đó chính là về về this is và these are, được chưa? This is thì đây là này là dùng cho danh từ số ít, và these are là cũng là những cái này đúng không? Dùng cho danh từ số nhiều, được chưa? Ok, thì về nhà học cái đấy cho cô. Và học nốt phần từ vựng ba cái từ mà cô cho ghi vào vở. Đã rõ chưa Hồng Anh? Rồi ạ. Okay, so this is the end of the lesson today. So goodbye, see you next time. Goodbye. Bye Goodbye, bye. teacher.